ta chuẩn bị khai trương chi nhánh thứ 15 của Hasaki. Cảm ơn tập thể, cảm ơn tất cả mọi người, rất nhiều cảm ơn khách hàng đã tin yêu Hasaki. Cảm ơn ạ. Chi nhánh số 15 của Hasaki ra đời tại thành phố Thủ Đức. Mình đến lúc 6:30. Dạ em tới đây lúc 5:30 á. Em tới lúc 7:30. 7:30. Dạ phục vụ tốt và có nhiều sản phẩm sale giá rất là ok. Dạ tại vì mấy cái chị nhân viên á giúp em nhiệt tình lắm. Tại mấy cái này là toàn là mấy chị á lấy phụ em thôi à. Có điều trị mụn với lại mua hàng. Có điều trị mụn với mua hàng ở đây nhiều nên là tin tưởng sử dụng hàng ở Hasaki. Chị có thường xuyên sử dụng app Hasaki để mua sắm không chị? Dạ cũng có ạ. I love Hasaki.